Thị văn giáo lý phần đường giải thoát của ngài thánh sĩ. Lại nữa, nhiều người không cánh mà bay, lành còn dư mất là ngày này đây. Phong thần hội Đông Tây đại chiến, Long Hoa trường lửa tuyển nhân từ, bây giờ ai cũng xưng sư, chừng ni đâu thật đâu hứa sẽ tường. Con ơi ráng vạch đường xa rộng, đưa hiền nhân khỏi cổng hầm beo. Quảng chi những lúc nguy nghèo, bản vàng chiếm được sáu treo đẩy nhà. Việc gần chẳng phải là xa sắc, chuông từ mau đánh thức chúng sanh. Mau lo lanh giữ làm lành, chớ nên mê lợi mê danh mê tình. Tuy Phật có muôn nghìn phép là không thể nào cứu gã hay lòng, chớ nên ai bưởi mai bầm phải dình tuyết sạch giá trong tâm hồn. Thấy xa rộng càng không vũ trụ, nhưng mái trời bao phủ không ly. Nhân nào quá nay đúng y, người trong hạ giới chớ khi mà lầm. Nam nữ hãy hồi tâm hướng thiền, trẻ già nên tu luyện sớm chiều. Bao nhiêu nghiệp chướng trừ tiêu, đường về cực lạc dắt dìu nhau đi. Bỏ tất cả những gì bất chánh, quyết làm cho thấy cảnh diệu màu. Vẫn vui vào chốn biển sâu miệng, là mò được ngọc châu đem về. Cha là tướng con hề rất thèn, không được rồng cũng ráng kỳ lân. Xưa trần nay cũng còn trần há, không tuổi hồ với thần Phật sao. Phật thương chung khác nào con đò, mắt lúc nào cũng ngó đến luôn. Cố làm cho hết khổ buồn chúng sanh, bỏ Phật tìm đường khác đi. Mà phiền não thầm thì đòi bừa, quỷ vô thường dòm ngó mỗi ngày. Quanh mình thù địch bao vây, thế mà chưa tỉnh giấc sai hỏng trần. Diêm Vương đã nhiều lần cảnh cao, giảng kinh luôn chỉ bảo không ngừng. Nhưng mà sanh chung chẳng cần, cho nên thường bị tứ thần hành hung. Phật trông thấy thêm lòng thương xót, đời hạ quân nhiều cách hóa thân. Dốc lòng cứu độ chúng dân, đưa qua khỏi bến mê tân thảm sầu. Các Bồ Tát cũng đâu ngơi nghỉ, khắp đó đây hiển thị đạo màu. Dùng nhiều phương tiện khác nhau, dạy cho ba tánh những câu bí quyền. Chúng sanh qua mộng duyên với Phật, nên cửa thiền cứ bước gian ra. Thiên đường lộ ấy càng xa, còn đàn địa ngục ngày qua thêm gần. Mên thân chẳng làm thân trường cửu, vì thân mà hồn ngủ vạn niên. Thường cam chịu kiếp
đảo điên, thế mà cũng vẫn còn ghiền trần gian. Nay cửa Phật mở toan ra cả, tiếng chuông lành dục giả hẳn ngày. Dù người có lắm mê say, cũng bừng tỉnh đến học bài quy y. Thời mạt pháp là kỳ đại xa, luật tu hành chẳng khó như xưa. Tại gia niệm Phật sớm trưa, cũng là được Phật đến đưa đón về. Người sẽ có liên quê đỡ gốc, lại còn thêm lòng phép che thân. Lần này là dịp thoát trần, không tu thì chẳng còn lần nào tu. Sớm giải kiếp phàm phu nhục xác, sớm được thân Bồ Tát an nhàn. Muốn tu có Phật dẫn đàn, như hoa sông được có thoàn kề bên. Con ơi nhớ đêm truyền lời ấy, cho người đời xét lại thứ nào. Tu hành là việc quý cao, chớ nên ngờ vực, hãy mau tu hành. Tam quy phải tâm thành cung kinh, ngũ giới nên nghiêm chỉnh phụng hành. Thường lo niệm Phật làm lành, bụi đầu cố gắng giữ gìn bấy nhiêu. Kinh kệ đọc được nhiều rộng ly, mau định tâm thì trí mau khai. Lòng nên xét đến thường ngày, nếu như phạm lỗi sẽ hay biết liền. Nên nghe những lời khuyên bạn tốt, thấy việc lành nên học làm theo. Con đường giải thoát cứ leo, mặc tình gái gốc hùm béo của đời. Không để chút nào lơi đạo hành, cố tìm cho thấy tánh chân như. Phá cho tan lớp quyển hư, chừng nào nghe tiếng Phật ừ mới thôi. Đạo chẳng ở đầu môi chót lười, đạo tại tâm cô bởi cho ra. Thiện nam tinh nữ gần xa, trong tâm có Phật ráng mà tìm xem. Tri phận tan cố đem kết lại, chú tâm đừng để mãi phóng tâm. Loạn tâm thì viết dễ lầm, định tâm thì viết dễ tầm hiểu ra. Bị trói buộc dù là biết nhỏ, không thể cho thông thả hoàn toàn. Trong lòng còn chút đeo mang, thì còn chướng ngại trên đàn siêu sanh. Con ơi phải bình thanh tâm trí, như nước trong lòng kỷ mươi lần. Ai lai động cũng trong ngần, tất nhiên thấy mặt chủ nhân tại lòng. Chỉ có thể chớ không chỉ là, thật ra đâu nhọc nhã công lao. Quên đi chạy kiếm hờ hào, của nằm trong tôi chớ nào đi đâu. Con ơi lẽ diệu màu ráng năm, gặp môi thì rôi râm gỡ ra. Có trồng sẽ có nở hoa, dòng tâm hết được thì là huệ khai. Kỳ xá tội là ngày mở rộng, bất luận ai tu cũng đắc thành.
không thành tài chẳng trọn lành, chứ không tại Phật chẳng linh đời này. Mạo tu chứ nên gây thêm tội, rớt xuống rồi khó lỗi cho qua. Nếu không bị sâu nó tha thì là cọp bắt khó mà toàn thay. Nói sự thật không bài dối mì, tin hay không tự y chúng sanh. Mạnh ai nấy tự tung hoành mạng người, như thể chỉ mình treo chuông trước mặt chẳng còn đường đi tới. Sau lưng đầy lán sói chẳng ngăn, thân không khỏi lũ rồi lằn ấy là đời kẻ hung hăng hiện thời. Chừng thọ nạn tinh trời có mắt, bình thường xem mặt đất không ai. Lúc nào cũng muốn dương oai, người như thế ấy đời nay rất nhiều. Nếu chẳng sớm học điều lương thiện, dễ gây ra những chuyện âu sầu. Riêng mình hại chẳng nói đâu, còn làm người khác chịu sầu khổ chung. Phải kiếm cách mở vòng giải thoát, cả miếng ăn tâm mặt thường ngày, cho đời sống bớt đọa đài, giúp cho tâm trí thành thay phần nào. Kẻ mận thế lòng đau hay chẳng, người ưu đời có đắn đo không. Nhìn vào cảnh sống phần đông, kẻ dư bá bội người không một tiền. Nhà hữu trách ngồi yên sao nợ, nên tìm phương để gỡ rối dân. Làm cho mực sống bình phân, có nhà cửa ở cơm ăn áo lành. Việc ấy đáng thực hành mau chóng, giải quyết xong đời sống nghèo nàn. Tinh thần dân được mở mang, hành vi để tiện ngày càng bớt đi. Dân đang muốn những gì trước hết là tự do, là việc sống còn. Ai người yêu mến nước non, giúp dân sống được là tròn quốc gia. Nên để mắt nhìn xa một chút, nếu dân nghèo thì nước yếu đi. Ấy là một sự hiểm nguy, cần mau giải nạn hạn vi dân tình. Bỏ cái tâm lo mình béo bờ, nợ vắt khô mau mở đồng bào. Phải lo giúp đỡ lẫn nhau, chớ thừa nước đục thả câu hai người. Tất cả việc tốt tươi nhân đạo, không riêng người tôn giáo lo làm. Mà ai cũng phải gìn kham, để cho nhân phẩm người làm thêm cao. Con ơi kể đến bao giờ hết, những việc đang cần thiết hàng ngày. Tinh thần vật chất cả hai, nhu cầu thường thức hiện nay của người. Quá đòi hỏi khiến đời tranh cạnh, quá thiếu thì sanh tanh bất lương. Giữ cho cảnh sống bình thường là điều tốt nhất trên đường sanh nhai. Mỗi người phải góp tay nhau lại,
tán trở nhau những cái nhu cầu, chớ nên chia áo rẻ bâu, phải thương nhau thấy một đầu cha sanh. Người hãy để mắt nhìn loại môi, sức nhỏ mà đắp nổi gò to, là nhờ nó biết chung lo. Một con không thể xây gò ngói cao, sức người mạnh gấp bao con môi, nếu đồng tâm kết lại thành đoàn, ruộng đồng sẽ chẳng bỏ hoang. Cảnh tình đói rách lang thang không còn, khi có việc quan hôn tan tê, lúc ốm đau sanh đẻ bất kỳ, sẵn lòng giúp chẳng nể chi, người nào cũng thế còn gì quý hơn. Tạo không khí thôn lân hòa nhà, tô điểm nền văn hóa tốt lành, ấy là hướng vị nhân sanh. Mọi người cần phải đặt mình hướng theo, nghèo tiền bạc chớ nghèo nhân cách, hùm để gia người thác để danh. Thà nghèo được tiếng thơm lành hơn, giàu lưu lại ố danh muôn đời. Biết so sánh những lời trên ấy, nghèo đến đâu chẳng lấy của người, phải chăng là việc tốt tươi mình không phạm lỗi, và người đâu khinh. Mấy việc ấy đinh ninh chớ bỏ, mặc dù là rất khó thực hành. Con ơi ráng gọi nhân sanh, thương nhau chớ có nỡ đành hại nhau. Người đã bước chân vào cửa Phật, hoặc giả là có đọc giảng kinh, giống lành xưa đã phát sinh, cũng nên tiếp tục tu hành chớ buông. Số nhân loại hàng muôn triệu ức, nhưng được nghe kinh Phật ít người, không duyên khó gặp con ơi, gặp rồi lại bỏ là đời quá mê. Kinh kệ dung là chìa khóa ngục, mấy chúng sanh là kẻ nhốt trong tù, xem kinh mà chẳng chịu tu, như chìa khóa có mà tù không ra. Trái lạc mặc dù là khó nuốt, giới răng tùy là việc khó dình, đó là phương pháp giảng sinh, nên gìn giữ trọn chứ quên ngày nào. Trái giới ấy hàng rào ngăn tội, người tu hành cần phải giữ mình, chừng nào toàn giác toàn minh, tự nhiên trái giới trong mình có luôn. Đạo chứ tưởng là đường dễ gặp, mấy kinh khởi tâm muôn đọc khó thay. Có người đọc sách liền tay, nhưng không hề đọc một bài kệ kinh. Kinh kệ thấy lòng mình muốn đọc, đã có duyên với Phật xưa rồi, dịp này nếu để cho trôi sẽ là khó kiếm dịp hồi thiện tâm. Trước dù đã có làm tội lỗi, nay thật lòng cai hối ăn năn, tội kia liền được tiêu tan, như là rừng củi lửa săn châm vào. Viết thành đạt lâu mau tại chi, cương quyết hay là chỉ lưng chừng. Dù không tu ở tiền thân, mà nay cương quyết
tu cần cũng nên. Người năm trước đất quên không cây, nhưng năm nay ruộng lại mở to, tức là được lúa đầy kho. Kẻ làm năm trước đem so kém gì, lấy đây để xét suy tất biết. Người tu đừng phân biệt trước sau, tu lâu mà chẳng chùi lao đâu bằng kẻ mới bước vào siêng năng. Thọ tự ý mau chân nằm ngủ, đâu bằng rùa lũ khổ bò đi. Niệm lia chỉ được một thì thua người, mỗi bữa nhớ trì ít câu. Sự bền chỉ là đầu câu chuyện, không nhận kiến tu luyện khó thành. Có hành hay chẳng chịu hành, chứ đừng chấp lấy cái danh bề ngoài. Cố đi mãi đường dài rút ngắn, còn nghĩ luôn lỗ cận quá xa. Nên hư bởi tại mình ra, chứ nên đổ lỗi rằng là tại ai. Phải biết những điều này làm trước, để tăng cao thêm sức tự tin. Tự mình lo cứu độ mình, đừng lòng nhu nhược cứ xin nơi người. Muốn giải thoát khỏi nơi khổ hại, cần hy sinh nhiều cái khó làm. Nếu mình không tự lo kham, bước đường giải thoát lam nham bất thành. Mình biết rõ lòng mình hơn hết, vọng còn sanh hay diệt mình tường. An tòa trong bụng tự trương, tự mình trần trị bất lương lòng mình. Nếu được có tự tin đầy đủ, thêm vào lòng tự chủ hoàn toàn. Lòng mình tự trị an, khỏi đưa đến kẻ thế gian trị mình. Lúc nào cũng công minh trong già, xử mình không một lẽ vị tư. Bao nhiêu tật sâu thoái hư, sẽ lần tiêu tan cùng như bọt bèo. Niệm Phật tức máu siêu cõi Phật, tham thiền thì chắc được nhập thiền. Muốn chi cũng được thỏa nguyện, là nhờ tự trị công miên trong lòng. Đức tin ấy gìn sống mỗi bữa, cõi hồng trần có thuở thoát ly. Tu hành khỏi tốn công chi, đạo màu chỉ một khắc kỳ thành công. Giảng sự được hay không tại chi, khi tìm ra chân lý được rồi. Quyết làm cho được mới thôi, dù cho lỡ đất lòng trời chớ nao. Còn ơi chứ lãng sao bổn phần, việc trong gai đưa dẫn người đời. Muốn người tu đến chốn nơi, tìm phương nhắc rõ những lời Phật trao. Tuy biển khổ ào ào sóng dày, bát nhã toàn cứ chảy sân lên. Đưa người bên giác kề bên, để xa mũi đạn lặng tên tử thần. Con còn nhớ tiền thân nhiều lúc, trên đường dài nhường nước nhường cơm, lại còn nhường nem nhường rơm, nhường luôn cả ngựa đỡ chân cho người.
yêu nhân loại tự đời thượng cổ, giúp chúng sanh từ thuở xưa lâu. Chớ nào phải mới đây đâu, từ bi tình ấy càng sâu chẳng mòn. Nếu sanh chung vẫn còn nắng ít, thì còn ra mượn xác phạm trần, sông pha giữa bến mê tân, để mà cứu thế đang cơn nguy nan. Cây thiền trưởng đánh tan quấy ngày, nước ma ha rửa bụi hồng trần, thế gian ai cũng Phật thần, đất ta bà quá vàng rồng như xưa. Cửa Phật nhớ sớm trưa mở rộng, chuông lành đừng quên giọng ngày đêm. Cho tình bác ấy tăng thêm, cho lòng thù ghét dịu mềm lại đi. Hại nhau đến chung quy chết cả, giúp nhau thì lưỡng ngã đồng sinh. Nếu người thật sự thông minh, sẽ là chọn cái hòa bình làm hơn. Tan tành chỉ một cơn giận dữ, nếu người không khéo xử cho hòa, chẳng lo gần cũng lo xa, để cho trứng mỏng khỏi va vào tường. Đồng kêu gọi tình thương nhân loại, dẹp bỏ đi cái lối phân lìa. Nhiều nơi mau chảy đầm đìa, cũng vì hẹp lưỡng và chia rẽ lòng. Mãn sông tới chung đồng chỉ mạnh, vui ít hơn là cảnh khổ buồn. Là đời của khách hạ quân há, không tìm cách bảo tồn lấy nhau. Giải thoát kiếp trần lao là một, giải thoát đời áp bức là hai. Chẳng lo xong mấy lẽ này, nhân sanh không thể hướng ngài tự do. Việc ấy phải làm cho thành tựu, mới là sống nhiệm vụ con người. Khóc than đổi lại vui cười, lòng muốn người chỉ hướng nơi hòa bình. Ai cũng muốn đồng tình chia sớt, không ai mong dùa hốt của ai. Coi nhau như thể chân tay, bắt đi nam nó ấm đông tây an nhàn. Tội đã chẳng đeo mang trong già, đường siêu thân hôi hạ băng qua. Màu như áo mặc cội ra chung sanh, giờ trước Phật đà giờ sau. Người đời bị kiến màu che mắt, không nhận ra được sắc trời trong. Thượng lầm vật có nói không, kiến màu vừa lốt vừa trong rõ liền. Phật sẵn có nơi miền hạ giới, quay đầu thì đã tới bên chân. Tại mình nửa bước nửa dừng, mới là có chuyện Phật gần quá xa. Con ơi đã nhắc qua lắm đoàn, siêu đọa do mình chẳng do ai. Muốn cho gặp Phật Như Lai, giữa mình cùng Phật chớ hai tấm lòng. Phật đang ngó mình không nháy mắt, mình cũng nhìn Đức Phật trân trân. Hai đàn hòa một tinh thần, tức mình với Phật được gần nhau luôn.
Để ngoại vật làm cuồng tâm trí, trước Phật mà lòng nghĩ nơi đâu. Dù ngồi cho đến bao lâu, cũng không thể thấy Phật đâu hào quang. Muốn được thấy mình vàng hực hờ, khi tham thiền đừng có phóng tâm. Trong lòng càng lắng càng thấm, mình vàng càng thấy lẫn lần hiện ra. Các ma nghiệp giáng xa bổn thể, các nhiễm ô sạch sẽ trong lòng. Bỗng nhiên thấy nhẹ như không, cõi nào muốn đến tùy lòng tự do. Con ơi nhớ nhắc cho người biết, ráng tu như các việc kể trên. Tây phương cực lạc được lên, sẽ cùng chư Phật ngồi trên liên đài. Mình được vượt ra ngoài sanh tử, thì mẹ cha cũng khỏi luân hồi. Muốn đền chữ hiếu cho rồi tu, cho thành đạo cứu đời mẹ cha. Dù mỏi mệt cũng là gắn gỗ, gặp khó khăn cũng chớ nản lòng. Quyết tâm bồi đức lập công, đường về tịnh độ lòng không đổi dời. Đạo thường gặp người đời khiêu nhừ, làm lành hay gặp dữ đối đầu. Gốc thiên nhân nếu không sâu, do đời thổi ngã bất câu lúc nào. Lòng mổ đảo mặt dầu đã co, không kiên tâm thì khó thành công. Kiên ngoài còn phải kiên trong, mới là chinh phục được lòng trần gian. Đường đi tới Tây Phan rất khó, nhiều yêu tình đón ngõ ngăn đàn. Muốn làm chúng nó chạy tan, có lòng Bồ Tát có gan anh hùng. Thắng trần tục thông dung muôn thuở, thua phàm tình khổ sở vô biên. Cho nên những kẻ tu hiền không nên nhu nhược, phải nên can cường. Đời dù có mất đường cách mây, cũng thản nhiên chơi giấy tay vào. Đừng chiều theo tánh khát khao, thì là mới khỏi rơi vào lưới trong. Con còn nhớ một ông sư nọ, từ sau khi rời bỏ thế nhi, xuất gia đầu Phật quy y. Suốt đời trái lạc trụ trì thiền môn, được lôi xóm tiếng đồng sư thiền. Ông cũng lo tu luyện hằng ngày. Một hôm thời tiết đổi thay, ông liền phát bệnh mấy ngày nằm luôn. Ông lại thấy hơi buồn trong già, miệng thèm ăn thịt cá vô cùng. Làm cho rạo rực trong lòng đêm, không ngủ được suốt trong mấy ngày. Kẻ lôi xóm vãng lại thăm viếng, ông liền đem kể chuyện ấy ra. Một người trong số đàn na làm thinh len trở về nhà trước đi. Liền hôm nọ thừa khi vắng khách, người ấy mang một sách đồ ăn. Nào là chả gói gà măng, nào là thịt nướng cá chân nực nồng, mà khiến ông bắt thêm lòng thèm khát.
Đồng thời người ấy đốt lên thêm rằng là trong lúc ban đêm không ai hay biết chớ hèm ngại chi. Sự cứ việc ăn đi chắc mạnh, nếu không dùng bệnh chẳng lành đâu. Ông còn ngần ngại hồi lâu, sau rồi ông lại gật đầu liền ăn. Trái lạc mấy mươi năm gìn giữ, chỉ một cơn thách thử tan tành. Bệnh ông không những chẳng lành, ít hôm sau đó bệnh tình nặng hơn. Kế ông thấy tâm thần tán loạn, niệm Di Đà cũng chẳng nhớ rành. Hôn mê cho đến bỏ mình đầu thai trở lại gia đình hàng heo. Từ nhỏ đến lớn theo nghề ấy, lành xưa không nhớ lại chút nào, cứ gây tội lỗi chuyện lao, bị dây oan nghiệt dẫn đầu thai luôn. Chịu lâm kiếp vào cuồng ra dài, gặp nhiều đời chết hại sống kinh. Càng ngày mờ ám chân linh, lòng không còn biết tưởng tin đau màu. Con ơi chớ quên câu chuyện ấy, tu gần thành mà quái có thường. Nhà sư ấy miệng rao tương, nhưng trong lòng vẫn còn vương mùi trần. Mùi trần ấy chỉ dằn chỉ nhận, nhưng ông không diệt hẳn nó đi. Nên khi xác yếu thần suy, lòng còn thèm muốn những gì hiện ra. Trong lúc ấy thắng qua nó được, tất nhiên là Phật rước đi ngay. Còn nghe theo nó khiến sai, thì đành chịu kiếp đó đài khó ra. Trái lạc chẳng phải là ngoài miệng, phải lạc trai cho đến trong lòng. Tu đâu phải lạc trai không, mà còn giới luật và lòng từ bi. Tất cả những hành vi đạo đức, từ đáy lòng thành thật làm ra. Dù nơi không có người ta, cũng không để thói vãi tà phát sanh. Cuối cùng vẫn trọn lành trọn sáng. Gần lâm chung chẳng tán loạn tâm, Di Đà vẫn nhớ niệm thầm, linh hồn không bị dẫn lầm đường đi. Lành mạnh cũng như khi bệnh hoạn, bình tĩnh không hốt hoảng tinh thần. Từ trong tâm đến ngoài thân, việc nào cũng được xét phân rõ ràng. Nếu tất cả trong hàng thiện tinh, giữ được lòng bình tĩnh như trên. Cõi nào mình muốn siêu lên, tức là sẽ được toái nguyện chẳng không. Tuy dễ được mà không phải dễ, vì phần đông những kẻ lâm chung thường hay mê sảng trong lòng, ít ai tình đến khi hồn lìa thân. Biết sắp chết tâm trần chưa bò, vừa tiếc thương vừa sợ oan lên. Càng thêm buộc cái oan khiên, nên càng sớm trở lại miền trần gian. Gần dứt thở vững vàng trong trí, vũ sạch không nhớ nghĩ sự đời.
chỉ còn lòng nhớ Phật thôi, tức thời có Phật đến nơi rước về. Lòng đại đổ tràn trề khắp chung, sức thần thông rộng lớn vô biên. Chúng sanh vừa dứt phát nguyện thì là có Phật đến liền rất nhanh. Trong nháy mắt siêu sanh tịnh độ, khỏi phải cần hành khổ dụng công. Ấy là vũ sạch bụi hồng trước giây phút trúc linh hồn ra đi. Phát tâm Phật thì quy cõi Phật, phát tâm phàm thì rớt cõi phàm. Phật phàm do chỗ phát tâm, tâm nào cõi ấy không lầm một ai. Chúng sanh muốn sớm ngày giải thoát thì phải nên sớm phát Phật tâm. Trọng lâu thì rễ ăn thâm đời, dù lai lắc khó làm tróc nghiêng. Biết lo trước là yên vững nhất, để muộn rồi chảy chọt uổng công. Trong khi muốn lội qua sông, những đồ mang gánh lòng thòng bỏ đi. Cõi tạm lệ gấp kỳ tận thế, càng làm cho tàn phế mau hơn. Người đời nếu chẳng tu nhân sẽ chôn theo cuộc tây trần nay mai. Chúng sanh khó tránh ngày đại biên, trời đất không khỏi chuyển đổi dời. Muôn năm sụp đổ nhất thời, giấc mê chưa tỉnh là người vô duyên. Đời nếu được bình yên thật sự, ai cũng đều hướng thọ trường sanh. Trọn vui trọn sáng trọn lành, Phật đâu gọi việc tu hành làm chi. Đời lấy chẳng có gì thật cả, xác thân còn tan rã bụng lầy. Huống chi các việc bên ngoài cũng là giả nốt, có ai giữ còn. Tuổi sống cứ ngày mòn lũng mày, còn ốm đau tay hại nọ kia. Ghét thương được mất hợp lìa khổ, cho đến chết chưa hề xong chi. Thế mà chẳng mấy khi nghĩ tới, còn tạo ra nhiều nỗi khổ thêm. Trên đời rối mãi không êm, giữa người thường có thù hẹn nhau luôn. Khiến cho kiếp vô thường càng khổ, cũng làm cho mạng số ngắn thêm. Hết ngày rồi lại kế đêm, sống chờ quỷ sư đến thèm bắt đi. Bị hành hạ còn gì hơn nữa, chịu đọa đày không số đo lường. Thế mà nghiệp ác còn vương bao giờ ra khỏi con đường trầm luân. Cõi Phật chẳng tử thần léo hanh, thật hoàn toàn một cảnh an vui. Sao người chẳng chịu đến lui, cứ đeo cõi tạm đây mùi khổ lao. Lo giải thoát cho mau kẻo trề, chấm ngày nào uống phế ngày ni. Ngày giờ qua nó mất đi, tuổi không chờ đợi chớ trì quẩn tâm. Giải thoát kiếp trước phàm sớm được, sớm khỏi vòng trói buộc hỏng trần.
hoàn toàn vô quay ngại thân, muốn đi tự tại, muốn dừng tự do, hết bị việc đói nó làm rồng. Không còn lo ăn bận gây phiền, vô thường chúng quỷ đều kiêng, vô cùng khoái lạc vô biên thọ trường. Việc trước hết là đường giải thoát, giải thoát xong phàm sát nhẹ nhàng. Mặc dù ở cõi thế gian mà không bị sự buộc ràng trần ai. Dù qua đất đổi thay cách mây, mình cũng không động đậy chút nào. Hoàn toàn vượt khỏi trần lao, nhiệm màu trên sức hùng hào thế gian, chúng sanh cũng nên sang cảnh ấy. Để tự mình chủ lấy đời mình, lúc nào cũng được quang minh, không còn bị lớp trần tình phủ che. Tiếng phàm tục tai nghe không nhiệm, sắc hồng trần không chiếm được lòng. Đi đâu cũng được thông dông, ở đâu cũng được tùy lòng tự do. Chúng sanh hãy toán lo mau chóng, mới kịp kỳ thế mộng đợi tàn. Đừng chờ đến tiếng nổ vang mới lo tranh né, muộn màng lắm thay. Kể sau hết đắng cay sự thế, nay thân yêu mai cây ghét chê. Một bầu ác khí nặng này, của đời vật chất đáng mê trong lòng. Con ơi để mắt trong thì biết, cõi thế gian giả thiệt ngần nào. Thiệt là chỉ ở sắc màu, còn trong cốt tùy thì nào thiệt chi. Thân đã giả còn chi là thiệt, tâm không thành mọi việc bất thành. Giả tâm rồi lại giả danh, cả hai đều giả tan tành rất mau. Toàn là cánh chim bao mơ mộng, người vẫn cho cảnh sống bình thường. Kể sao hết việc đáng thương, của người sai gục ở trong trường lợi danh. Chưa phá được vách thành mê hoặc, tất còn mang khổ ách thế gian. Bị dây oan nghiệt buộc ràng, thì là thế giới thanh nhàn còn xa. Chúng sanh cứ dần già chưa quyết, không khỏi làm uổng mất một đời. Lần này nếu để cho rơi, chìm luôn chớ có mong trồi đầu lên. Kỳ thi chót muốn nên phải gắng, chuyến đò chiều không xuống hút đi. Chúng sanh ấy ngại những gì, lời khuyên của Phật vẫn di chưa làm. Mà tuy thế giới bao hàm rộng rãi, vẫn nằm trong cây mây thiên cơ. Chuyển lại trong một phút giờ, chúng sanh như cá đêm mơ trên lò. Tay trời đã khiến cho vạn khổ, ách nước thêm quả có kém chi. Bên nào cũng đủ cánh di, một cơn cắn mổ còn gì lá lông. Làm chết dễ khó mong làm xong. Nếu còn mang cái đống thịt phàm, đừng vì cung phụng lòng tham, gây ra những cảnh khốn nạn cho ai. Sanh mạng của muôn loài nên trồng,
người sống như mình sống khác chi. Cùng nhau chia sớt an nguy, không vì một lý do gì hại nhau. Giải thoát cảnh khổ lao trước hết, giải thoát thân sống chết buộc ràng. Tạo ra cực lạc thế gian, cho ai cùng có sen vàng đỡ chân. Việc ấy rất nên cần lo liệu, hơn xô nhau ra chịu khổ hình. Phật là tất cả chúng sinh có sức tạo bình hay nguy. Muốn làm Phật có chỉ là khó, bỏ tánh phàm tức trở nên ngay. Trên đời bất luận là ai tu hành, chẳng lựa có tài hay không, chúng sanh cũng nên đồng ra sức xây dựng nên cõi Phật tại trần. Hòa bình hạnh phúc trường xuân, mọi người sáng suốt hiện nhân một chiều. Ha bao nỡ tìm điều giết hại, khiến đời thành cái bẫy tha mang. Đâu bằng cùng biết thứ tha, tạo nên không khí ôn hòa vui tươi. Việc bao quý con ơi đã rõ, nhớ đem khuyên khắp cả Tây Đông. Biết thân cá chậu chim lòng mau, lo giải thoát cho sống cảnh trần. Chớ đợi lúc sống thần nổi dậy, mới ra tay quắt cậy không rồi. Nên lo tránh trước người ơi, thời nay dễ chết hơn thời xưa kia. Bỏ được tánh phân chia sát hại, bỏ được lòng ngược đãi thủ hằng. Người nào cũng được hiền năng, cõi đời tươi sáng như trăng trong trời. Đường đạo đức một lời thể hài, chữ từ bi trọn chi sân minh. Lời khuyên của Phật đồng dình tiêu tan cảnh tượng hải kinh trong đời. Lòng người tỉnh tức thời thế tình, lòng người an thì cánh đời an. Đến như địa ngục thiên đàng, cũng do lòng ở thế gian tạo thành. Há không chọn đường lành để bước, tạo dự chi cho kiếp đọa đài. Mê man hồn phách xác thay, lúc nào cũng ở trong tay tử thần. Lời chốt hết Phật cần nhắc lại, cảnh hồng trần sớm giải thoát ra. Chớ nên chệch mạng dần già, sẽ không kịp hồi lâm qua kỳ này. Lời vừa dứt hương bay ngào ngạt, mình nhẹ bưng như trúc hội nào. Cảm ơn Đức Phật dường bao, khiến lòng đây bất nghẹn ngào nhỏ xa. Mượn bút mực kể ra từ đoạn, cho gần xa hiểu đắng lời vàng. Ngõ hầu tỉnh giấc mê mang, chạy ra khỏi cái nhà đang cháy bừng. Có độc đến xin đừng bỏ làng. Hãy xét suy mỗi đoạn trong này, ráng tìm cho được mỗi giây. Để mà cởi mở kiếp này cho ra. Nam mô Sám Văn hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Sám Văn hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Sám Văn hội thượng Phật Bồ Tát.